Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các bạn thân mến, tiếp nối bài học Cậu bé và mẫu san hô. Trong video này, chúng ta sẽ đến với hai nội dung rất thú vị, đó là đọc mở rộng và viết. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên, đọc mở rộng các bạn sẽ đọc một truyện về thiên nhiên sau đó viết vào phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị như là tên truyện tác giả cảnh đẹp ở đây chúng ta sẽ chia sẻ về màu sắc và âm thanh có ở cảnh đẹp đó kế đến là nhân vật nhân vật thì chúng mình cũng sẽ chú ý vào hành động và lời nói của nhân vật bên cạnh đó các bạn cũng có thể chia sẻ thêm những điều mà các bạn cảm thấy thú vị có trong truyện về thiên nhiên. Ở phần đọc mở rộng này, cô cũng sẽ mang đến cho các bạn một truyện về thiên nhiên có tên Chuyện một khu vườn nhỏ. Bây giờ chúng mình cùng quan sát và đọc với cô nhé. Chuyện một khu vườn nhỏ Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây. Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa tuy gôn thích leo trèo, cứ thò những cái rau ra, theo gió mà ngọ ngoại như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh, bị nó quấn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng rồi một chùm tigon hé nở cây đa ấn độ thì liên tục bạch ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt khi đủ lớn nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt đỏ hồng có điều thu chưa vui cái hằng ở nhà dưới cứ bảo bàn công nhà thu không phải là vườn một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc xà xuống cành lừa Nó xăm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rìa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu Thu vội xuống nhà hàng, mời bà lên xem để biết rằng Ban công có chim về đậu, tức là vườn rồi Chẳng ngờ khi hai bà lên đến nơi thì chú chim đã bay đi. Sợ hằng không tin thu cầu viện ông. Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đổ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ. Ông nói hiền hậu quay lại xoa đầu cả hai đứa. Ừ, đúng rồi, đất lành chim đậu có gì lạ đâu hạ cháu. Theo Vân Long Vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau đọc qua truyện chuyện một khu vườn nhỏ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện phiếu đọc sách thông qua các bài tập sau đây các bạn nhé với bài tập vừa rồi chúng mình biết được tên truyện là chuyện một khu vườn nhỏ tác giả là vân long về cảnh đẹp chúng ta sẽ nói về màu sắc cụ thể ở đây là cây đa ấn độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt khi đủ lớn nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt đỏ hồng như vậy màu sắc ở đây chúng ta thấy có màu đỏ hồng màu nâu ngoài ra chúng mình có thể chia sẻ về âm thanh cụ thể đó là âm thanh của chú chim lông xanh biếc bên cạnh đó các bạn cũng có thể chia sẻ về nhân vật ở đây, chúng mình sẽ tập trung vào nhân vật bé Thu về hành động. Bé Thu ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông giảng về từng loài cây. Khi nhìn thấy chú chim lông xanh biếc xà xuống cành lựu, Thu đã vội xuống nhà hàng mời bà lên xem để biết rằng ban công có chim về đậu, tức là vườn. Lời nói của bé Thu trong truyện đó là Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đổ ở đây bắt sau và hót nữa ông nhỉ. Trong phiếu đọc sách này, chúng mình cũng có thể chia sẻ thêm về hình ảnh so sánh. Hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây. với bài tập này chúng mình có hình ảnh so sánh đó là cây hoa tigon thích leo trèo cứ thò những cái râu ra theo gió mà ngọ ngoại như những cái vòi voi bé xíu các bạn hãy thử lựa chọn một truyện về thiên nhiên sau đó đọc và hoàn thiện phiếu đọc sách của riêng mình các bạn nhé tiếp theo các bạn sẽ kể lại một đoạn truyện mà em thích với truyện chuyện một khu vườn nhỏ, các bạn có thể đọc lại sau đó lựa chọn một đoạn mà mình thích để kể lại bằng lời văn của mình. Phần tiếp theo trong video bài học ngày hôm nay đó là viết các bạn sẽ ôn chữ hoa, cụ thể ở đây đó là chữ khu viết hoa kiểu 2 và chữ vờ viết hoa kiểu 2. Đầu tiên với chữ khu viết hoa kiểu 2 gồm một nét viết liền là sự kết hợp của ba nét cơ bản, cong trên, cong phải và lượn ngang. Chữ vờ viết hoa kiểu 2 gồm một nét viết liền là sự kết hợp của ba nét cơ bản, nét móc hai đầu, nét cong phải và nét cong dưới nhỏ. Lưu ý khi viết, chúng mình sẽ phải viết đúng độ cao, chiều rộng của các chữ cái đúng nét và hạn chế tối đa số lần nhấc bút trong phần viết này chúng mình cũng sẽ tìm hiểu viết một từ mới bây giờ hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây với bài tập vừa rồi chúng mình đã tìm ra được từ vân đồn vân đồn là tên một huyện đảo có nhiều cảnh đẹp thuộc tỉnh quảng ninh việt nam khi viết từ này phải viết hoa các chữ cái đứng đầu các tiếng tạo nên từ phải viết chính xác về độ rộng chiều cao đủ nét có nét thanh nét đậm khi viết còn chú ý viết nét liền mạch hạn chế tối đa số lần nhấc bút nét rê bút lia bút phải thanh mảnh tinh tế chữ viết mới đẹp và tạo được ấn tượng tốt kế đến là phần viết câu chúng ta cùng quan sát câu mà mình sẽ viết trên màn hình cảnh rừng việt bắc thật là hay, vườn hót chim kêu suốt cả ngày, Hồ Chí Minh. Hai câu thơ của bác Hồ ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của núi rừng Việt Bắc, một vùng phía bắc Hà Nội thời kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954, gồm nhiều tỉnh ở Bắc Bộ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô đến với một bài tập chính tả thú vị sau đây nhé. Khi viết câu thơ này vào vở, chúng ta phải chú ý viết đúng chính tả, viết hoa tên Hồ Chí Minh, viết hoa các chữ cái đầu dòng. Các bạn thân mến, hãy thử luyện tập viết nhiều lần vào vở để chúng ta có thể rèn luyện chữ viết của mình mỗi ngày các bạn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.